Dạ em ô tô Quốc Hùng Tân Phú Đồng Nai, xin chào cô chú anh chị. Dạ hôm nay tiếp tục quay trở lại và giới thiệu đến cô chú anh chị mình một dòng xe hãng Kia Forte 2010 nha, số sàn máy 1.6 nha cô chú anh chị ha. Thì đối với chiếc xe này cửa hàng cũng mới dập về và hôm nay em sẵn tiện em quay và giới thiệu đến anh chị luôn. Cũng tết tới rồi nên anh chị có thể xem và tham khảo mình lựa chọn một dòng xe bạn sedan đi cũng rất là ok nha, xe còn rất là liền lạc và rất là đẹp đối với chiếc xe này. Anh Lâm ơi, anh ghe lại đây chút xíu cho nó sáng không? Đối với chiếc xe này, dòng xe 5 chỗ thì cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu nha anh chị nha. Anh chị mình có thể xem và tham khảo đối với chiếc xe này. Thì đối với chiếc xe này là chính chủ ký bán cho anh chị nha. Anh chị nào muốn ký ủy quyền cũng được mà ký rút hồ sơ cũng được hết ha. Hiện tại là xe này đang đứng chính chủ luôn. Ký bán qua cho anh chị thôi. Một bầu đỏ rất là đẹp luôn nha anh chị nha. Đối với chiếc xe này thì gọi là siêu cộm. Một chiếc xe siêu cộm, xe rất là đẹp luôn. Đời 2010 thôi. Nhưng mà chủ xe rất là giữ gìn và đi giữ gìn chiếc xe. Còn khá là liền lạc và khá là đẹp. Một màu đỏ nhìn căng bóng nước sơn rất là đẹp luôn nha. Xe tuyệt đối là bao anh chị là không bị va chạm, không ngập nước, không dịch vụ taxi nha. Một chủ chủ xài không chỉ phục vụ cho gia đình thôi, không có dịch vụ taxi gì hết anh chị nha. Anh chị thấy không, bên hông mình thùng của nó nè, nhìn rất là đẹp luôn nha. Rất là lâu, nói chung là rất là khó tìm và nhập được những chiếc xe cộm và đẹp để về phục vụ cho anh chị. Hôm nay có một chiếc xe đẹp như vậy thì em cũng rất là hào hứng và quay cho anh chị xem. Trời cũng muốn mưa rồi, cũng cố gắng quay cho anh chị xem luôn đối với chiếc xe này. Thì bây giờ em sẽ quay sơ lược dáng xe cho anh chị xem. Em cũng xin giới thiệu đến anh chị là cửa hàng của em nằm tại 127 quốc lộ 20, thị trấn Tân Phú, tỉnh Đồng Nai nha. Cửa hàng chuyên mua bán trao đổi ký gửi các dòng xe ô tô con đã qua sử dụng anh chị ha. Anh chị nào có nhu cầu muốn bán xe thì anh chị vui lòng kết bạn Zalo với em qua số điện thoại 0978 548 858 nha, để được trao đổi với em và xem xe. Ok thì em sẽ tới ngay nhà xem xe và mua trong ngày luôn đó anh chị nha. Đó, anh chị thấy không, rất là liền lạc và rất là đẹp. Một chiếc xe màu đỏ nhìn rất là sáng xe. Nói chung thì màu này thì nam đi cũng rất là hợp mà nữ đi cũng rất là ok nha. Đó, con gái đi cũng rất là thích luôn, có màu này con gái rất là thích luôn. Chủ xe cũng đã gắn một cái đuôi cá tầng sau thể thao đó, cho đẹp đó. Đó, sau xe thì mình nhìn cái dáng xe đằng sau nhìn rất là đẹp luôn ha. Chủ xe cũng đã lên màn hình Android và cam che đầy đủ hết như anh chị ha. Đúng. Xe này thôi, đối với xe này thì mình mua về chỉ việc xài thôi chứ không cần phải làm gì nữa đâu. Đó, 4 thắng đề luôn, ABS có đầy đủ hết nha anh chị nha. Rồi bây giờ em sẽ quay cái đầu xe cho anh chị xem đối với chiếc xe Kia Forte 2010, thuộc dạng gọi là xe cộp rồi, dạng gọi là được gọi là xe cộp, rất là đẹp luôn. Đèn cản nè, đèn cản có nha, tại vì hồi nãy ông anh không mở thôi, đèn cản có đầy đủ hết. Đèn pha cũng có luôn. Cái này nè, đèn lát nè, chủ xe cũng gắn đèn lát luôn ha. Em sẽ đi qua mở cái đèn lên cho anh chị xem và mình xem cho đầy đủ luôn ha. Đối với một chiếc xe nhìn đối với em thì khá là ưng ý đối với chiếc xe này nha. Nó tầm tiền giá 200 mấy triệu thôi, nhìn cái xe khá là ưng ý luôn. Đây, túi khí nữa hả, có túi khí luôn, ABS đầy đủ hết nha anh chị nha. Màn hình nè, Android bự chà bá luôn. Đó, mình đi rất là sướng. Đây anh chị, 2010 nhưng mà cũ số nè, không có dấu hiệu mòn nha. Đó, rất là ít đi ha, đi đúng 120 mấy ngàn cây thôi. Đó. Rồi, bây giờ em sẽ quay từ ngoài đi vô cho anh chị xem nha. Trước tiên cũng như thường lệ là em sẽ quay cái đầu xe cho anh chị xem. Anh chị xem nhớ đăng ký kênh để được cập nhật những chiếc xe bên cửa hàng về, bên cửa hàng về quay thì anh chị sẽ cập nhật được nhanh nha. Và sẵn tiện đăng ký kênh và những nút like để ủng hộ cho em trai em ô tô Quốc Hùng cũng như là cảm ơn cô chú anh chị ở gần xa. Thì đối với chiếc Đức Sơn thì xe về thì cửa hàng cũng đã đánh bát nha, và dặm sơ sơ những cái điểm chạy xước
cho nên xe bây giờ thì đã được cửa hàng đánh bát và giảm sơ lại những cái chỗ mà chạy xước chút đỉnh á, nên là xe còn rất là liền lạc và rất là đẹp rồi. Bây giờ chỉ có là anh chị nào mua về chỉ phục vụ mà chỉ đi thôi, không cần phải làm một thứ gì nữa nha. Màn hình cam, màn hình thì có quá trời to luôn rồi, nên là mua về chỉ xài thôi, không cần phải làm gì đâu. Thì đối với chiếc xe này là biển số 60A93808 nha anh chị nha, chính chủ luôn nha anh chị nha. Anh chị nào mua xe này sẽ ký quyền cho anh chị xài cũng được, mà ký bán rút hồ sơ cũng ok nha. Kính chắn gió thì cũng còn rất là liền lạc và rất là đẹp luôn nè anh chị ạ. Còn rất là mới nha. Đây cabo rất là ok ha. Mình thùng của nó thì khá là đẹp rồi. Đó, bên hông của nó anh chị thấy không? Được thích hợp xi nhan trên gương kính hậu luôn anh chị nha. Một bộ mâm còn rất là đẹp luôn ha. Vỏ thì khá là cao. Bốn cái vỏ rất là cao luôn. Rồi bây giờ máy đang nổ nha anh chị. Máy đang nổ mà mình không nghe tiếng gì luôn. Nể cái là vậy đó. Máy rất là ok nha. Xe này là hộp số, động cơ hộp số là nguyên zin. Xe không cứng đụng nha. Gầm còn rất là đẹp luôn anh chị nha. Nói chung là bên người ta bình thường người ta gọi là xe đẹp á, còn bên mua bán của tụi em thường được gọi là xe cộp nha anh chị ha. Đó. Máy nổ, máy đang nổ mà không nghe tiếng gì luôn. Vỏ thì bốn vỏ cao rồi. Mâm thì cũng còn rất là đẹp nè anh chị ha. Bốn cái thắng đệ luôn nha, bốn thắng đệ luôn. Sau cũng có luôn. Đó, cái gầm nè. Anh chị thấy cái gầm không? Rất là đẹp nha, nguyên zin hết. Nó hơi mờ chút xíu á. Đó, nguyên zin hết nha, gầm nguyên zin hết, chưa dấu hiệu mục mọt, chưa làm lại nha anh chị nha. Đó. Dạ, bên hông cũng vậy nè ha. Mình thấy cái bên hông nó đâu, đẹp mê hồn cho anh chị ha. Đẹp len keng luôn. Rồi. Bây giờ em sẽ qua bên này quay cái dè cho anh chị xem luôn ha. Đó, cái dè cũng vậy nè ha. Đó. Dè nguyên zin luôn nha. Nói chung là xe này là anh chị nào mà đang cần tìm sử dụng mà lựa chọn được một chiếc xe, chiếc xe này thì khá là ok, khá là chuẩn men luôn. Đó. Đó. Những cái mình nó còn đẹp á anh chị. Mình chà xong mình đánh bát lên là nó sáng, nó căng, nhìn như y chang xe mới luôn, đẹp lắm. Đây anh chị, sùng chỉ nè, những cái cánh cửa nè ha. Đó, đầy đủ hết nha, nguyên zin theo xe hết nha anh chị nha. Đó, sơn zin luôn nha. Đó, sơn zin hết nha. Đó, ốc tán đồ nè. Cắp bi nè, không dấu hiệu bị mòn nha. Anh chị thấy không? Đó, cắp bi nè, không dấu hiệu bị mòn ha. Đó, xe là bao anh chị là không dịch vụ taxi nha. Anh chị lên mà thấy xe mà có dịch vụ taxi là em đền tiền chi phí anh chị đi đi đường luôn á. Đó, những cái đồ bấm nút ở đây cũng vậy ha. Còn rất là sáng và rất là đẹp nha. Đó, nách cửa đồ cũng vậy nè ha. Đó, nách cửa còn nguyên zin hết nha. Hơi dơ một xíu anh chị à. Đó, nhưng mà còn nguyên zin hết. Đó. Bon điện đồ nguyên zin hết. Đây, ba cái đồ nhựa cũng vậy nè ha. Đó. Còn rất là đẹp luôn anh chị ha. Đó, bồ lăng của nó nè. Túi khí đó, công tô mét của nó 120 mấy ngàn cây nha anh chị nha. Mua nội thất đồ nhựa đẹp len keng ha. Đó, anh chị chủ xe cũng đã bọc một bộ ghế da nhìn rất là đẹp luôn, màu đen phối màu đỏ nhìn rất là đẹp cái xe ha. Đó. Anh chị thấy không, đẹp mê hồn ha. Đó, anh chị nào mà mình đang cần tìm cái dòng xe 4 chỗ đi để phục vụ cho gia đình, anh chị có thể xem và tham khảo đối với chiếc xe này nha. Đó, tem đồ còn nguyên hết. Nói chung là cái dòng này là nguyên zin hết nha anh chị nha. Ốc tán chưa tháo gỡ ha. Đó, anh chị có thể xem và tham khảo đối với chiếc xe này ha. Đây anh chị thấy cánh cửa. Đó. Cửa hàng nhập về là như vậy anh chị ạ. À. Từng khớp nha. Nó không có giống như những chiếc xe mà có dịch vụ là mình mở ra vậy là nó nhảy hết ra luôn. Còn không thì tự nó đóng lại luôn ha. Nó còn cái này thì rất là cứng luôn. Đó. Nhìn rất là mê luôn ha. Đây anh chị thấy không, nhìn rất là đã luôn nha. Rồi ok, đóng cửa rất là khích luôn nè. Đó, đóng cửa rất là nghe cái tiếng rất là sướng luôn nè anh chị. Đó. Đó, nghe sướng sướng không. Đó, rất là sướng luôn nha. Đó, những cái điểm này nè. Đó, rất là liền nha ha. Rồi ok, em sẽ đây
bên này cũng vậy nè, những cánh cửa này đã không đó. Đây anh chị, sùng chỉ đầy đủ hết nha. Đó, sùng chỉ là ok, can xà beng rất là đẹp luôn, ốc tán đồ nguyên hết ha. Cái cặp bi cũng vậy nè, nguyên hết nha. Đó, không dấu hiệu bị mòn nha anh chị nha. Xe dịch vụ taxi là cái này là nó mòn ghê lắm. Đó, nó khóa móc nè, còn rất là đẹp luôn ha. Nách cửa đồ cũng vậy nha, còn rất là đẹp luôn. Thì đối với chiếc xe này em cũng xin báo giá luôn nha anh chị nha. Chiếc xe này thì bên cửa hàng hiện tại sẽ chào bán với cô chú anh chị là 259 triệu thôi. Bao ký bán rất hồ sơ nha anh chị nha, 259 triệu. Cái giá rất là ok. Đối với một chiếc xe siêu cộp, nói chung là xe cộp mình không có thể so sánh được những cái chiếc xe mà có dịch vụ taxi nha anh chị nha. Đó, đối với một chiếc xe cộp gia đình chất lượng nha, 259 triệu thì đối với em thì nghĩ là sẽ không cao đâu anh chị ạ. Chứ là hợp lý cho anh chị nha. Đó, màn hình sau gối hai cái đều có nè ha. Đó cái Enjoy đồ chủ xe lên thôi cũng đã mười mấy triệu rồi. Đó, cam hành trình rồi màn hình sau gối tùm lum tá lạ hết, nên là rất là đáng cái đồng tiền nha. Đó, anh chị nào mình có thể xem và tham khảo đối với chiếc xe này ha. Đó, xe là bao anh chị là không có dịch vụ, không cứng đụng va chạm gì hết nha. Đó, đồng sơn đẹp đen ken luôn đó. Rồi nắp xăng, ở đây nắp xăng anh chị ha. Đây anh chị, mâm nè, cái mâm nè còn rất là đẹp luôn ha. Đó, vỏ thì nói chung là bốn cái vỏ còn rất là cao, gầm thì nói chung là hơi bị thấp nên là em không quay được, nhưng mà em sẽ cam kết và bao cho anh chị là gầm bể mấy gầm là nguyên zin nha. Đó, gầm là còn rất là đẹp luôn, chưa dấu hiệu làm lại ha. Đó, đó gầm rất là đẹp luôn. Đây đằng sau nó hơi cao nè, đó gầm rất là đẹp luôn nha anh chị ha. Đó, xe nói chung là động cơ hộp số gầm bể đều ok, đều zin hết, còn rất là đẹp nha. Đó, không có dấu hiệu là mục mọt hay làm lại nha anh chị nha. Rồi ok, em sẽ mở cúp sau cho anh chị xem luôn. Đấy, cầm dê nè, đóng lại nữa rồi. Cúp sau rất là rộng rãi luôn. Anh chị đi du lịch bỏ quần áo hay là bỏ một thứ gì đó thì còn khá là ok. Đây, đó, cúp sau rất là rộng nha. Đấy, cúp sau rất là rộng và rất là đẹp. Nè anh chị thấy không, những cúp sau này nguyên zin hết nha, còn rất là đẹp nha. Đó, mở cửa có đèn luôn. Đó, vỏ si cu nè, dụng cụ đồ nè, đầy đủ hết ha. Đó, một màu đỏ nhìn rất là đẹp luôn. Mua về chồng đi, vợ đi đều ok hết. Nói chung là những cái màu xe màu đỏ này thì phụ nữ rất là thích luôn. Đó, zin nè. Đó, sùng zin nè anh chị ạ. Nói chung là sùng chỉ là không thiếu phần nào nha anh chị nha. Đó, sùng zin hết ha. Xe là tuyệt đối là không có bị va chạm cứng đụng nha, không ngập nước gì hết nha anh chị nha. Bên cửa hàng sẽ cam kết với anh chị á. Đây, bên này cũng vậy ha, còn rất là đẹp ha. Đó, dè đồ cũng còn rất là đẹp luôn. Nói chung là đây anh chị, cánh cửa nào cũng vậy à. Đó, còn những còn rất là chất lượng nha. Anh chị xem có thể tự mình cảm nhận được ha. Đây anh chị, sùng chỉ đồ nè, còn rất là đẹp luôn nha ha. Có dơ thôi. Đó, những cái trắng trắng nè anh chị. Đó, do đánh bát á, đánh bát trắng á, không có lau được sạch nè anh chị, nó không có phải ảnh hưởng gì đâu nha. Đó, đó anh chị thấy không, trời ơi cánh cửa như vậy nhìn phê không. Đó, bên cửa hàng nhập về là như vậy rồi đó, đó anh chị thấy không. Đó, lâu lâu nhập được những chiếc xe cộp vậy quay bán mới sướng. Đó, quay giới thiệu cho anh chị mình cũng thấy hào hứng hơn ha. Đó, đây anh chị, một bộ ghế da sau rất là đẹp luôn ha. À, sau này cũng vậy nha. Đó, có đồ bọc vô lăng luôn nha. Đó, cái nội thất đồ rất là đẹp luôn. Rồi ok anh chị nha. Tới cánh cửa này thấy sao, cánh cửa này cánh cửa này cũng khá là ok nè, đóng rất là khít luôn. Đó, cánh cửa này cũng rất là đẹp nha. Đó, sùng chỉ nè,
anh chị thấy không, sùng chị này đầy đủ hết ha. Đó, bốn cánh cửa và cúp sau đều ok hết rồi nha anh chị nha. À, mình giờ mình chỉ có là còn cabo nữa là mình sẽ kiểm tra hết một chiếc xe, và sùng chị đầy đủ hết ha. Đó, cấp bi thì khá là đẹp luôn chị ạ. À, cấp bi là đẹp nha, rất là đẹp luôn, cấp bi còn rất là đẹp luôn. Ở đây nè, trên mui nè. Đó, trên mui chủ xe là thể thao, dạng gọi là thể thao, à, màu đen ở trên này ha, trên mui là màu đen. Đó. Đó. Rồi ok, à, giờ em sẽ qua bên kia và mở cabo lên và kiểm tra cùng anh chị mình cái cabo và cái máy nha. Đó. Anh chị xem nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho em trai nha. À, em mô tô cuối cùng cũng rất là cảm ơn anh chị, là anh chị những cái bàn đạp này còn rất là cao nha, không có mòn nhiều ha. Đó, đời 2010 đến giờ mà cái bàn đạp còn như vậy là ok ha. Rồi ok, mình sẽ kiểm tra cái cabo và cái máy như thế nào nha. Rồi ok anh chị. À, máy nè, máy nổ giống như chó thợ vậy anh chị ạ. À, em ru à, em muốn dựng luôn. Rồi bây giờ anh chị cùng em kiểm tra cái cabo nha. Đó, sùng chị nè, đầy đủ hết nha, không thiếu phần nào. Đó, đó sùng chị là đầy đủ hết, ok chưa. Đó, là xe là bao anh chị là không bị cứng đụng ngập nước gì hết nha. Đó, bon điện nè, đó, hạng nè, đó, gan xà beng luôn ha. Đây bên này cũng vậy nè ha, đầy đủ hết nha anh chị nha. Đó, rất là ok. À, cái bình nó cũng bình khô nha anh chị nha, bình cũng còn rất là đẹp nè, cái hộp điện của nó nha anh chị ha. Cái này là cái sạc vô thắng của nó nè, vô e nó ha. À, cái thắng đệ của nó nằm ở dưới nè anh chị thấy không. Đó, máy thì mới về, à, nên mới đánh bát xe ngoài thôi, còn máy chưa tẩy dựa, chưa tẩy dựa gì hết nha. Máy để cho anh chị mình xem và kiểm tra cái máy ha. Đó, máy nguyên bản hết nha, chưa ốc tán, chưa dặn gì hết ha. Đó. Đó, anh chị nào mà lên mua xe, coi xe xong mua xe ok, em sẽ cho người tẩy sạch sẽ, giao xe cho anh chị thôi. Đó, đem về nhà cho nó dễ coi, dễ nhìn nha. Đó, chung là xe là khá là ok. Rồi ok, à, em sẽ hạ cabo xuống nha. À, máy nổ êm ru luôn. À, bây giờ em sẽ vô trong quay cái gầm ở bên này cho anh chị xem, cho anh chị yên tâm nha. Được xa đây anh chị. À, đó, gầm nguyên hết nhé. Đó, gầm rất là đẹp luôn, nguyên bản hết, không có dấu hiệu là mục mọt gì hết đâu anh chị. À, đó. Rồi em sẽ vô sau xe và quay cho anh chị xem. Đây anh chị. Đó, nhìn mình từ ở dưới mình nhìn lên nè, à, rất là đẹp nha. Vô lăng thì không dấu hiệu bị mòn, vô lăng còn rất là đẹp luôn, nguyên nhìn bạn luôn ha. À, thích hợp chỉnh mở nhạc này nọ kia ở trên vô lăng luôn nha ha. Đó, củ số còn rất là đẹp nè ha. Đó, màn hình Android thì bự chà bá lửa luôn. À, đó, một cái đồ nhựa nè, rất là đẹp luôn ha. Wow, quá trời bự luôn. Quá trời bự luôn. À, anh chị thấy mấy đồ nhựa không? Nhìn trong nội thất nhìn rất là đẹp ha. Rồi ok. À, ở trên này cũng vậy nè anh chị ha. À, độ ngồi cũng rất là rộng rãi nha, bốn chỗ thôi nhưng mà độ ngồi rất là rộng rãi ha. À, em cao 1m8 nha, 1m7 nha, nhưng mà ngồi cũng rất là thoải mái nè ha. Đó, không có bị chặt khó chịu đâu, nói chung vòng 5 chỗ đi rất là ok. Đây anh chị, đèn này. À, đèn này thì đèn này thiếu à, có đèn này thôi. À, em sẽ kiểm tra lại cái đèn này ha. À, mấy cái đồ trần thì được bọc kiến nha, nhìn rất là đẹp ha. Rồi ok, à, giờ em sẽ ra ngoài quay sơ lược cái dáng xe cho cô chú anh chị mình xem một lần nữa.
để cô chú anh chị có thể cảm nhận được nha. Rồi ok, giờ thì em sẽ quay sơ lược cái dáng xe cho cô chú anh chị mình xem và cảm nhận đối với chiếc xe này. Anh chị nào cảm thấy có điều kiện muốn sở hữu xe này thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0978 548 858 nha, để được trao đổi với em ha. Đối với chiếc xe Kia Forte 2010 và số sàn máy 1.6, xe bao không lỗi nha, còn rất là chất luôn, rất là đẹp ha. Anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với em ha. Cũng rất là cảm ơn cô chú anh chị ở gần xa đã từng mua xe bên kênh YouTube của em, không ngại đường xa đi lên cửa hàng xem xe và mua xe, ủng hộ cho em trai. Em cũng rất là cảm ơn cô chú anh chị và chúc cô chú anh chị luôn luôn làm ăn thuận lợi, làm ăn thuận lợi và sức khỏe dồi dào nha. Đó, em ô tô Quốc Hùng xin chào và hẹn gặp lại ha.